Đây 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 đây. Nào. Nào. Chị cô cãi đi. Đây, bà Phúc ra nhìn xem nào. Đây, con men vẫn đây. Chết rồi. Mẹ. Nhưng mà nó có nhắn ở đây đâu, từ nãy giờ nó đang hỏi men. Đây, bà Phúc ra nhìn xem nào. Chết rồi, chết rồi. Lòng xíu không cái. Comment thì cho đọc thế. Mày cứ dọa tao để cho tao thoát đi mà chết. Đi. Mấy hôm nữa tao cho trượt quá côn đảo chết đời, bỏ đời cô. Cô đi mùng mấy hả cô? Cô đi ngày 20. Đi tốt lắm cô ạ. Không, mà cô vẫn đi mà. Đây này, nhắn tin thật rồi đây này. Mùa đâu mà. Mẹ. Chết rồi. Không được, cô cứ ăn mà cô ăn bao nhiêu đâu. Có xem like. Đấy, tao bảo mà đi sai làm sao được. Thật là các cô thì cháu cũng nói với cô Phúc là như này, cô mà không đến với cháu thì là thôi, tốt nhất là cô cháu mình tình nghĩa là đứt đoạn. Tôi đứt mẹ rồi thì thôi. Nên là các cô hết sức thông cảm cho cháu. Ngày mai là sự kiện của cháu, đáng các cô phải đến đấy. Các cô đi chơi, các cô đi bông tơi, xong bây giờ cô để mình cô Phúc ở đây, xong bây giờ cô trách gì cô Phúc? Cô Phúc trách mình ta ở nhà. Đáng nhẽ là chúng nó không đi, à chúng nó đi muộn, nhưng mà tại vì đi Côn Đảo thành ra bọn nó đi sớm hơn. Thế thì cô phải trách đi con gì đấy. Cô có quay về là mắt cô là mai. Mai đi ra đấy mua đồ hiệu ấy là phải quay truyền hình trực tiếp để bọn nó mua cái gì bọn nó mua. Em ơi cô, em mời anh chị. Không à? Vâng. Vi thôi à? Chai à? Cô ăn chiên cơm con cơm ạ. Ăn đi, cô cũng ăn. Cháu có nói dối cô bao giờ đâu mà nỉ mà không rồi. Đấy là thương cô Phúc đấy. Thương quá. Bởi vì là các cô đi chơi cô đáng ra các cô phải đợi cô Phúc xong thì đi đâu thì tất cả chị em đi. Thì cô lại đi trước. Con này, phải không con này? Nó dỗ bà không đi được. Đúng rồi. Nhà cô Phúc mà bỏ cháu mà đi thì thôi. Không còn gì để nói chuyện nữa thật. Khóc một dòng sông. Thôi. Mai đi rồi. Anh đi sớm rồi. Hai tiếng rồi. Tiếng là đi. Em đi, em muốn đi. Em không phải đi đến đấy. Em muốn đi chỗ nào. Em muốn tăng được em. Quần áo các tưởng đã để đến đời. Chuẩn bị. Các con thấy cái đứa đánh mắt của em có đến không? Có. Nhờ giá của chị em đi không? Đến đây ạ? Sáng không? Sáng lúc nào cô sang gọn sang.